Đây là một chủ nhà vườn về 10 giờ. Thời gian của bạn. Anh chuyên bán thời gian mà. Đây là anh chuyên bán thời gian của bạn. Anh đang làm gì đấy Anh đang múc bùn để cắm thời gian. anh? Chuyên Các bạn bán. thấy không, người dân Văn Giang của chúng tôi gần cây gần hoa nên là kiểu dạng rất là yêu đời. Anh chuyên bán thời gian các loại thời gian Mỹ anh bán. À, bán cả thời gian Thái Lan, thời gian Mỹ và thời gian Việt Nam. Thời gian Việt. Dưới là anh cho cái gì anh? Dưới là chấu và đất. Chấu và đất tỷ lệ trộn như nào anh? Thứ không quan trọng. Thế đơn bọn này nó cũng dễ mà đúng không? Xong rồi bùn móc của cống, múc Bùn cống kìa. múc ở cái ao Thế ao ạ. hố làm sạch môi trường để lấy tiền dọn môi trường, vệ sinh môi trường À. đấy. Bán thời gian đấy, bán nhiều lắm, người ta mua thời gian nhưng anh chuyên bán thời gian, kể cả thời gian bên Mỹ ấy, bán tuần Anh có cắm luôn không? Để tí em chờ anh xem anh cắm. bán luôn chứ, bán luôn mà. Vâng. Đây là những cái bầu đã cắm trước đây rồi này. Dài quá rồi bây giờ cắt đi để lấy cây bố mẹ để cắm. Thời gian mà ế thì anh cắt đi. Trồng được xong nếu mà thời gian ế thì lại cắt. Cắt anh lại chuyển sang Bán thời gian non hiểu bán non, còn đây là anh bán thời gian gấp, không? bán nhanh không. Một cái chậu như này là anh cắm luôn cả các thể loại luôn ạ. Các màu đúng không? Các màu À đấy là anh chia màu ra hay là trộn rồi, trộn nằm giống ở à? trên vườn kia rồi. Giống ở trên vườn là trộn lẫn lộn rồi đúng không? Làm giống ở trên kia chứ đây làm gì có đất. Chị thấy vợ đi đấy, gọi điện cho vợ, chị gặp vợ đằng kia. Nhưng mà khoảng tầm 15 phút trước. Heo mất mẹ rồi thằng nào nó nấy. À thế à, chị không biết nhưng mà chị thấy vợ phi một Heo cái xe anh máy. không bắt em cho ai được. Mẹ thằng nào nó nấy mẹ trộm mấy chìa khóa tao để ở bạn cơ mà sao đi được. Thế xe của anh bắt có khóa không? Không, khóa vẫn ở chưa ổ đây. Xe của mày khóa kia mà sao ai đi được. Chắc xe của mày là đéo cũng khóa rồi. Nhà mình cắm rất dày đúng không? Ở này mới đấy, bán người ta mua về người ta được nãy thưa, người ta không mua đâu. Ê, dọn này chuẩn bị bán này. Dọn này bán này. Có cả Sam nữa này mà này. Hoa Sam là 8 giờ. 8 giờ kép. Sáng này mà đến quay sang thì đẹp kinh khủng. Bây giờ quay bây giờ thì xấu lắm. Vâng. Bây giờ là chiều muộn rồi, bây giờ là 5 rưỡi rồi, nên là thời đi ngủ rồi. Đây là 10 giờ Mỹ này. Nó đi ngủ rồi. Bây giờ mà quay bây giờ nó tải hết. Sam. Đây là các cái chậu. Chúng tôi có đủ loại, các loại 10 giờ, 10 giờ ta, 10 giờ Thái, 10 giờ Mỹ. Đây là 10 giờ Thái bạn ạ. Đẹp không? Đó. Vâng. Mười giờ Thái rất là đẹp. Trắng này, nó 7 màu. Màu đỏ,